Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube Vinh Đi Tây của mình. Thì thứ bảy vừa rồi mình có đi chợ trời tại Lyon. Như tiêu đề thì đây là cái nơi mà có lẽ không có tỷ phú nào đặt chân tới, thậm chí là người Pháp chính gốc cũng không tới, tại thực phẩm ở đây không có đóng dấu kiểm dịch. Mà như mọi người cũng biết thì người Pháp ở đây sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Còn mình thì thoải mái, sống chết có số, phú quý tại trời. Thật ra là do ở đây rẻ hơn siêu thị nhiều. Chợ trời thì mở bán thứ 3, 5, 7 mỗi tuần, từ sáng cho tới trưa. Thứ 7 là đông nhất, bán nhiều đồ nhất nên là bán tới 1-2 giờ chiều. Quần áo, giày, dép, mền, mùng, chiếu gối, nồi niêu, son chảo gì có hết mà còn rẻ nữa. Những món này thì bán ở rìa ngoài, thậm chí là dầu thơm đông mi giả còn có bán luôn. Mọi người thấy bảng giá không? 1 đồng mấy, 2 đồng không? Còn thực phẩm thì sẽ bán trong cái nhà bự, à không phải cái nhà, nó như là cái kiểu cái mái hiên vậy đó. Sạp trái cây ở đây nhìn mê luôn, mấy trái cây của Pháp thì ở đây bán rẻ với ngon hơn nhiều trong siêu thị. Rau củ cũng vậy, nhìn không khác gì chợ ở Việt Nam. Đây tha hồ mà lựa, họ còn kêu ăn thử nữa. Nho, bơm, chuối với quýt ở đây thì hơi bị ngon bổ rẻ. Chỉ có cái là mua thì không có hóa đơn với lại không có kiểm dịch. Ở Pháp này nếu mua đồ trong những nơi mà có kiểm dịch thì sẽ có hóa đơn, để khi bị trúng thực có thể kiện hoặc là được bồi thường. Còn ở chợ trời thì mua ăn bị gì ráng chịu nha. Rẻ thì nó có cái giá của rẻ, nhưng mà mình thấy đồ ở đây vẫn bình thường. Chị mình mua đồ ăn ở đây gần 10 năm rồi mà chưa hề bị trúng thật hay bị gì. Chỉ có mua nhiều quá ăn muốn bội thật thôi. Mình đi trúng ngay ngày thứ bảy nên là họ bán tràn qua bên đường bên kia luôn. Chiến lợi phẩm hôm nay xong rồi chất đồ lên xe rồi về thôi. Mà có điều là về cái quán tacos gần nhà. Theo như nhiều người nói, cụ thể là anh với chị mình nói, thì đây là cái quán ổn áp nhất trong khu. Anh chủ quán có xem thì nhớ inbox cho em nha. Cái view hai mặt tiền ngay ngã ba, mà còn cách chợ trời có 200 m. Bán đắt bởi vậy bán gần chục năm nay rồi. Rồi nhìn coi mặt mình chán chưa? Chắc theo cái túi đi chợ nhìn sao rách nát quá vậy thôi. Qua đây mấy tháng rồi mà vẫn còn phèn. Ngồi ngắm trời ngắm đất một xíu đợi món ra. Còn đây là bên trong quán. Tại dịch bệnh nên là ngồi ngoài cho nó thoáng, mặc dù là hơi lạnh một xíu. Cái mình ăn là tacos, bên trong có khoai tây, rau cải, thịt cừu. Còn cái chị mình đang cầm là cái bắp. Cũng giống vậy nhưng mà bên ngoài là cái lớp bột giống bánh mì dồi vậy đó. Mình nghĩ vậy thôi chứ mình ăn thấy cái nào cũng như cái nào. Xong rồi về nhà, mà ở đây mùa lạnh được cái là khỏi cần bỏ trái cây rau củ vô tủ lạnh. Ở ngoài còn lạnh hơn ở trong tủ lạnh. Nên là mua đồ về cứ để ngoài ban công. Và đó cũng là video một buổi đi chợ trời tại Pháp của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người ở những video lần sau.